Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình tường thuật cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023, non sông liền một dải, niềm tin chiến thắng. Cảm ơn Tô Đông Á đồng hành cùng chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, rời thành phố ngàn hoa Đà Lạt, hôm nay các tay đua tiếp tục thi đấu chặng 17 từ thành phố Đà Lạt hướng về thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng với lộ trình 97,5 km. Chặng thi đấu ngày hôm nay hứa hẹn sẽ diễn ra với tốc độ khá cao khi trên lộ trình có nhiều con dốc đổ xuống và cuộc cạnh tranh danh hiệu áo cam cũng như chiến thắng chặng sẽ là diễn biến đáng chú ý nhất của chặng thi đấu ngày hôm nay. Bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi diễn biến chặng 17. Lúc này thì ông Nguyễn Đình Khôi, trưởng ban điều hành thi đấu đã phất cờ cho các vận động viên xuất phát thi đấu chặng đua thứ 17 từ thành phố Đà Lạt về thành phố Bảo Lộc. Ngày hôm nay là một chặng đua với lộ trình không quá dài nhưng có nhiều đoạn dốc lên xuống, đặc biệt là những đoạn dốc đối xuôi. Và hy vọng đó sẽ là điều kiện để cho tốc độ của chặng đua ngày hôm nay được đẩy lên rất cao. Những cuộc tấn công đầu tiên đã nổ ra ở phía đầu của đoàn đông. Một tay đua áo xanh thoát đi và bây giờ đang kéo theo một nhóm khoảng 5-6 tay đua khác cũng đang cố gắng tăng tốc ở trên bảng xếp hạng. Và lúc này thì tay đua đang giữ chiếc áo vàng chính là Peter Rikunov, tay đua của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang, người đã thi đấu rất ấn tượng, rất xuất sắc ở trong những chặng đua đã qua. Ở trên bảng tổng sắp áo xanh thì Peter Rikunov cũng chính là người đang dẫn đầu ở bảng điểm xếp hạng áo xanh với 165 điểm, người đang đứng ở vị trí thứ hai và là người tạm giữ chiếc áo xanh trong chặng đua này là tay đua Nguyễn Văn Bình của đội Thành phố Hồ Chí Minh Group đang có 104 điểm. Và tay đua đứng ở vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp áo xanh là tay đua Nguyễn Tấn Hoài, tay đua của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang, người đang có được 93 điểm. Chúng ta đang thấy trên màn hình đây là bảng xếp hạng áo trắng với tay đua dẫn đầu đang là tay đua của đội Quân khu 7 Phạm Lê Xuân Lộc. Lúc này thì Phạm Lê Xuân Lộc đang có được lợi thế rất lớn để có thể giành được cái áo trắng chung cuộc của cúp hình năm 2023 này, khi mà đối thủ quan trọng nhất của anh là Lê Hải Đăng đã có một lần không hoàn thành được chặng đua. Còn đây là bảng tổng sắp áo cam, danh hiệu cho lúc này vẫn đang được đánh giá là một cuộc cạnh tranh rất quyết liệt. Giữa tay đua đang giữ danh hiệu này là Nguyễn Thắng của đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, người có khoảng cách chỉ 27 giây so với tay đua xếp ở vị trí thứ hai là Phạm Lê Xuân Lộc của đội Quân khu 7. Và đứng ở vị trí 3 là Nguyễn Tấn Hoài của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang. Ở trên bảng xếp hạng đồng đội thì đội tập đoàn Lộc Trời An Giang đang là đội dẫn đầu. Ở vị trí thứ hai là đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama với khoảng cách là hơn 3 phút so với các đua của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang. Và ở vị trí thứ ba là đội Dược Domesco Đồng Tháp. Và lúc này lại đang có những cuộc tấn công nổ ra và đang có 5 tay đua cố gắng để thoát đi. Lúc này đoàn đông đang di chuyển với tốc độ khoảng hơn 50 km/h, sắp xỉ 60 km/h, và như vậy chúng ta có thể hiểu được tốc độ của các vận động viên ở phía trên là cao như thế nào. Nhưng bây giờ đã có những cuộc tấn công mới, hai tay đua của đội Canada Đồng Nai, và như vậy là có vẻ như cả đoàn đông đã bắt kịp với các đua ở trong nhóm dưới đầu vừa rồi. Bây giờ thì các đua ở trong đoàn đông đã bước vào khu vực thị trấn Liên Nghĩa của huyện Đức Trọng, và ngay vào lúc này thì đã có một tay đua của đội Dược Đô Mất Công Tháp tấn công để thoát đi. Ở phía trước cũng đang có một tay đua đến từ ekip Đồng Nai, hai tay đua rất mạnh đang cùng nhau tấn công để kéo nhau đi. Sau lưng của hai tay đua này đã có sự xuất hiện của một nhóm 3-4 tay đua khác đuổi theo, một tay đua của đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, một tay đua của đội Nhựa Bình Minh Bình Dương và một chiếc áo đỏ có lẽ là của Canada Đồng Nai. Lúc này chúng ta đang thấy 7 tay đua hình thành được top 1, 8 tay đua, và có lẽ là họ đang muốn tiếp tục tấn công ra. Và ở đoàn đông phía sau dường như là An Giang đang muốn cho top này đi. Đều là những tay đua trong các tập thể không có khả năng cạnh tranh áo vàng cũng như cúp đồng đội với tập đoàn Lộc Trời An Giang. Các tay đua đang thi đấu qua khu vực Hồ Đa Nhiêm. Góc quay flycam cho chúng ta thấy những khung cảnh tuyệt đẹp và hùng vĩ của non sông đất nước. Top 1 đang rất đồng lòng để cùng đưa nhau hướng về Sprint 1, còn cách họ 7 km nữa.
Như vậy lúc này đây chúng ta cũng có thể thấy là Igor Frolov đang nỗ lực bám vào 7 thi đua ở phía trước. Nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy một điều rất là quen thuộc. Khi mà Igor Frolov bước đi thì ngay lập tức tập đoàn Lộc Trời sẽ cử Trịnh Đức Tâm bám theo vào. Igor Frolov ngoái đầu lại phía sau và vẫn thấy Trịnh Đức Tâm. Rin 1 còn 3,6 km. Và như vậy Peter Brikunov đã dễ dàng bắt lại và vượt qua mặt luôn cả Igor Frolov. Đây là một cái động thái của đội tập đoàn Lộc Trời khi mà cần phải thay đổi thế trận để cho đoàn đua lại tiếp tục trở về vị trí cũ. Và chúng ta cũng có thể thấy Nguyễn Thắng của thành phố Hồ Chí Minh Vinama, người đang mặc chiếc áo cam, vẫn luôn luôn bám sát vào nhóm này. Đây là nhóm có thể kiểm soát đoàn đua một cách chặt chẽ nhất và các chiếc áo đều nằm ở trong nhóm này. Như vậy đây là cuộc cạnh tranh của ba tay đua, một của thành phố Hồ Chí Minh New Group, một của Đồng Nai và một của quân khu 7. Còn cách sprint tầm 100 đến 150 mét, tay đua của thành phố Hồ Chí Minh New Group đứng lên thì sẽ tạo được một tốc độ cao. Nhưng ở trong quãng đường vừa rồi anh đã bị hao sức hơi nhiều, thì không biết là có thể vượt qua được cú nước rút của tay đua trong màu áo Đồng Nai hay không. Như vậy là pha tăng tốc hợp lý đã giúp cho tay đua của Đồng Nai giành chiến thắng ở sprint 1. Về nhì là Vladislav Dubionov. Thưa quý vị, đó là một diễn biến hấp dẫn không kém gì khi các tay đua cạnh tranh ở trên con đường đèo. Và Nguyễn Phạm Quốc Khang đã là người có được 5 điểm thưởng cũng như là 3 giây thưởng ở điểm thưởng dọc đường đầu tiên. Và theo sau anh đó là tay đua của thành phố Hồ Chí Minh New Group, Dubionov Vladislav, và vị trí thứ 3 là Huỳnh Thanh Tùng, người có được một điểm thưởng ở sprint này. Đó là một tay đua của ekip Đồng Nai, Nguyễn Hoàng Sang. Vladislav Dubionov vẫn đang duy trì tốc độ đều. Anh leo dốc với vận tốc luôn luôn nằm ở ngưỡng 30 km/h. Chúng ta đã không còn thấy Nguyễn Phạm Quốc Khang bám ở phía sau Vladislav Dubionov nữa. Khá đáng tiếc cho Nguyễn Phạm Quốc Khang. Nếu anh có thể tích lũy đủ thể lực và có thể đeo bám được Dubionov thì hai tay đua này hoàn toàn có thể bung toàn lực để tấn công. Lúc đó thì Nguyễn Phạm Quốc Khang sẽ có cơ hội đánh vào vị trí hạng 10 tổng sắp cá nhân của Võ Thanh An, bởi vì cách biệt của anh với Võ Thanh An là 1 phút 18 giây. Các tay đua của hai ekip An Giang đang tiếp tục kiểm soát ở phía sau và đang giữ tầm so với tay đua đầu tiên là Vladislav Dubionov. Khoảng cách lúc này đang là hơn 1 phút. Như vậy là tốc độ của đoàn đầu phía sau đang được đẩy cao hơn so với Vladislav Dubionov, nên khoảng cách đã dần thu hẹp lại. Gùn chân của Vladislav Dubionov vẫn rất mạnh mẽ và phía sau tốc độ không cao. Và điều đó cho phép chúng ta nghĩ rằng là Vladislav Dubionov có thể sẽ là người vượt qua điểm giải thưởng dọc đường thứ hai của chặng đua ngày hôm nay đầu tiên. Tốc độ của anh rất cao, khoảng cách khá an toàn còn 500m và khoảng cách về thời gian đang là hơn 2 phút. Quá thuận lợi cho Vladislav Dubionov, anh sẽ tích lũy được 3 giây thưởng nữa. Như vậy sau 2 sprint thì có thể nói là Vladislav Dubionov sẽ tích lũy được tổng cộng là 5 giây thưởng. Và như vậy chiến thắng ở sprint này đã thuộc về cho Vladislav Dubionov của thành phố Hồ Chí Minh New Group. Lúc này thì theo thông báo của trọng tài, khoảng cách giữa hai nhóm lúc này cũng đang là sắp xỉ gần 2 phút. Đó là một khoảng cách mà chắc chắn là ekip Đồng Nai sẽ cần phải nỗ lực chơi tấn công sau khi vượt qua mức sprint này để bắt lại Vladislav Dubionov. Và chúng ta hãy cùng chờ xem tay đua nào sẽ về thứ hai, đó là Nguyễn Văn Nhã của quân khu 7. Thứ ba là một tay đua của 620 Châu Thới Vĩnh Long. Và hàng tư là một tay đua của Canada Đồng Nai. Sau nhóm 3 tay đua vừa rồi thì đoàn đông cũng đã vượt qua mức sprint thứ hai. Và bây giờ họ sẽ hướng về đích đến tại thành phố Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng. Động thái ở phía sau chúng ta thấy tốc độ cũng đang được đẩy lên và nó là khá cao. Và tiếp tục sẽ có những sự tách tốp, những cuộc tấn công. Đó là Basanku Miyamasuren, tay đua của Đồng Nai đang tấn công ở phía sau. Anh là tay đua mang áo số 3 Nguyễn Minh Việt của thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Nếu có mặt của một tay đua thành phố Hồ Chí Minh Vinama thì chắc chắn là các tay đua của tập đoàn Lộc Trời An Giang sẽ tăng tốc để bắt lại ngay lập tức. Ngay ở phía sau là hai tay đua của Dược Domesco Đồng Tháp, có lẽ là Phan Hoàng Thái và Luis Petriac. Một tay đua của Kenda Đồng Nai đang tấn công lên. Đi ở phía sau anh là tay đua của quân khu 7. Và ở phía sau là một chiếc nón màu đỏ với màu áo xanh của thành phố Hồ Chí Minh New Group. Và các tay đua này đều không ảnh hưởng đến các thứ hạng, các danh hiệu chung cuộc. Nên ở phía sau thì
Gạo hàng Lộc Trời An Giang và tập đoàn Lộc Trời An Giang vẫn duy trì đều gôn chân, nhưng có vẻ như ở phía trên họ đi được vận tốc không đủ cao để có thể thoát ra được. Trong nỗ lực muốn giữ tầm với đuôi hiệu nốt ở phía trên thì vận tốc của đoàn đông phía sau luôn được duy trì ở mức có lẽ là trên 40 km/h. Vì vậy sẽ rất khó cho những đợt tấn công nhỏ lẻ của các tay đua trẻ có thể bứt đi được. Lúc này thì xe truyền hình lưu động của chúng tôi đang bám sát ở sau lưng của Vladislav Dionov. Tay đua của đội Thành phố Hồ Chí Minh New Group vẫn đang một mình duy trì tốc độ rất cao để tấn công về phía đích đến tại thành phố Bảo Lộc. Hiện tại thì Vladislav Dionov đang tạo ra khoảng cách đã lên đến hơn 3 phút so với tốc độ qua chiếc áo vàng Peter Dikunov rồi. Các tay đua ở trong đoàn đông cũng đang đẩy tốc độ lên rất cao khi mà họ bước vào một đoạn đổ xuôi dốc. Ở phía sau lúc này thì chúng ta thấy lúc này các tay đua của đội Đồng Nai và của Dược Domesco Đồng Tháp đang tấn công rất quyết liệt nhằm tách khỏi đoàn đông. Một tay đua của đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama và các lô của đội Đồng Nai khác cũng đang kéo theo. Một lần nữa quý vị khán giả đã thấy ở góc dưới màn hình chính là tốc độ tính theo thời gian thực của Vladislav Dionov và Peter Dikunov. Hanedo đang ở hai top, một người dẫn đầu và một người đang ở trong top đông. Ngay sau lưng của Peter Dikunov chính là Igor Frolov. Hanedo hiện đang đứng ở vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp cá nhân. Và sau lưng của Igor Frolov chính là tay đua đang tạm giữ chiếc áo xanh ở trong chặng đua ngày hôm nay, tay đua Nguyễn Văn Bình của đội Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Lúc này thì chúng ta cũng thấy các tay đua ở trong đoàn đông đã đến với khu vực trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, và khoảng cách như vậy là giữa hai top đang được kéo ra khoảng hơn 3 phút. Từ góc quay flycam chúng ta đã được thấy đoàn đông đi với tốc độ rất cao, và vì vậy mà tất cả các tay đua đang kéo nhau ra thành một hàng dài ở trên đường chứ không bám nhau thành một chùm. Chúng ta đang chứng kiến những hình ảnh phải nói là rất hấp dẫn của chặng đua ngày hôm nay, khi mà Vladislav Dionov vẫn đang giữ được một guồng chân cực kỳ mạnh mẽ. Anh không ngoái lại ở phía sau và chủ yếu là chạy với tốc độ tốt nhất có thể của mình. Còn 10 km nữa là các tay đua sẽ hướng về đích đến. Nhưng lúc này thì chúng ta thấy đoàn đông ở phía sau đang đẩy với một tốc độ cao hơn rất nhiều. Các máy kéo của tập đoàn Lộc Trời cũng như là gạo Hào Trời An Giang đang đẩy tốc độ cao hơn. Còn 5 km nữa thì Duel Nob sẽ hướng đến chiến thắng chặn đầu tiên của mình tại cuộc đua năm nay. Như vậy lúc này thì Vladislav Dionov cũng đã vượt qua cầu Đại Nha và bắt đầu bước vào địa phận của thành phố Bảo Lộc. Chỉ còn khoảng 5 km nữa và anh đang thi đấu trên đường Trần Phú hướng về đích đến. Mà chúng ta hãy chờ xem, tốc độ vẫn đang thi đấu với một tốc độ phải nói là quá cao, 55 km/h. 5 km ở phía trước, một phong độ quá tốt của tay đua thuộc đội Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Các tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu chặng đến giờ họ luôn đi ngay sát sau đội hình của An Giang, để khi mà An Giang kéo bắt vào thì ngay lập tức họ sẽ chớp lấy thời cơ để hướng đến chiến thắng chặn cho Nguyễn Văn Bình. Nhưng lúc này thì khoảng cách là hơn 3 phút với 3,5 km còn lại, quá an toàn cho Duel Nob. Những nỗ lực của Duel Nob sắp được đền đáp và có lẽ là chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Và phía sau thì chúng ta không thấy những động thái của các đội đua khác, và đặc biệt là Dược Domesco Đồng Tháp có thể thay tài kéo rút ngắn khoảng cách với Dujunov ở trong chặng đua này. Một phong độ quá tốt, một guồng chân rất đều đặn của Dujunov. Anh thi đấu rất tuyệt vời trong chặng đua ngày hôm nay. Lúc này đây thì Peter Dikunov đã buộc phải lên làm đầu máy kéo và anh đang nỗ lực để có thể rút ngắn về khoảng cách thời gian so với tay đua Vladislav Dujunov. Chúng ta có thể thấy là tất cả các đầu máy kéo của gạo hàng Lộc Trời An Giang và tập đoàn Lộc Trời An Giang đều đã làm việc vất vả hết sức mình, và họ đã không còn đủ sức để hỗ trợ cho áo vàng Peter Dikunov nữa. Lúc này thì Dikunov phải một mình kéo cả đoàn đông. Rẽ vào đường 28 tháng 3 rồi, còn 500m ở phía trước nữa thôi là Vladislav Dujunov sẽ giành chiến thắng ở trong chặng đua ngày hôm nay. Và anh đã bắt đầu ăn mừng cùng với các khán giả ở hai bên đường.
Một trận đua mừng sớm khi còn 500m nữa. Một trận đua tuyệt vời, anh không cần rút cũng có thể giành chiến thắng ở trong trận đua này. Chiến thắng đầu tiên cho Vladislav Dujunov, và đó là chiến thắng thứ hai tại cuộc đua này của tập thể Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Rất tuyệt vời cho Vladislav Dujunov, anh đã giành chiến thắng. Đoàn đông ở phía sau đang thực hiện những pha tấn công, và dẫn đầu vẫn là Peter Rykunov. Ở ngay phía sau Rykunov là Javier Sagda Beret, sau đó nữa là một tay đua của Đồng Nai, có lẽ là Nguyễn Phạm Quốc Khang. Một phút, bây giờ đã là một phút khoảng cách giữa Vladislav Dujunov và Peter Rykunov. Lúc này thì các tay đua ở nhóm đông phía sau mới đi vào khu vực 2 km cuối, trong khi Dujunov đã về đích được hơn một phút rồi. Có lẽ khoảng cách ở trong trận đua này nhiều khả năng cũng sẽ là 3 phút giữa Vladislav Dujunov và Peter Rykunov. Nên giờ đây thì Peter Rykunov buộc phải làm một mình, anh phải đẩy tốc độ cao nhất. Còn Igor Rolov thì cứ dè lại, rồi sau đó sẽ giãn ra để cho Peter Rykunov buộc phải làm việc. Còn 500m ở phía trước, Peter Rykunov vẫn đang dẫn đầu đoàn đua. Nguyễn Tuấn Vũ đang làm tài nước lớn để đưa Nguyễn Văn Bình về rút, nhằm cạnh tranh hạng nhì ở trận đua này. Ở sau lưng Nguyễn Văn Bình chắc chắn là Nguyễn Tấn Hoài, một tay đua của Đồng Nai và Thành Phố đang vươn lên. Và đó là một chiến thuật thành công của các tay đua Thành phố Hồ Chí Minh ở trong trận đua ngày hôm nay. Và chúng ta hãy chờ xem Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Tấn Hoài sẽ tranh nhau vị trí thứ hai và thứ ba như thế nào. Luis Destriac đã băng lên ở phía sau. Đó là Eden Abbas Bilgunzagan, và một tay đua của Đồng Nai có lẽ là Nguyễn Phạm Quốc Khang là người về nhì ở trận này. Như vậy là 3 phút 25 giây là khoảng cách giữa Vladislav Dujunov và Peter Rykunov, chỉ bằng một trận đua mà thôi. Congratulations for your first victory. Can you tell me about your feeling and the meaning of victory? Hello. Today was hard stage. Dujunov cũng đã chia sẻ rằng ngày hôm nay là một cái trận đua rất là khó khăn với anh, và anh cảm thấy rất là mệt. Anh không quan tâm là mình đã thi đấu ở trong bao nhiêu thời gian, và cái mục tiêu quan trọng nhất đó là nỗ lực hết mình để giành chiến thắng cho cá nhân và tập thể của mình. Vâng, and then the question two for you. Can you tell me about your target of this stage? Dujunov đã nói rằng là cái mục tiêu lớn nhất của anh ngày hôm nay đó là giành chiến thắng trận, bởi vì trong 16 trận đã qua thì team của anh chỉ mới có một thắng trận duy nhất, và ngày hôm nay thì đó là cái nỗ lực của Dujunov. Không biết là Tâm và tập đoàn Lộc Trời An Giang có bất ngờ trước cái miếng đánh của Dujunov hay không? Dạ thì trước khi vào trận đấu ngày hôm nay thì đội Tâm cũng đã có chiến thuật và đã xác định là hôm nay có hai cái ngọn dốc là dốc Lan Anh và đèo Phú Hiệp, thì các vận động viên sẽ tập trung tấn công ở trận đua ngày hôm nay rất là nhiều, và đội đã biết được các miếng đánh của các đội và đã tập trung làm sao gom đủ một đội hình để kéo giữ một chùm đông đưa về đích trong đích đến ngày hôm nay. Qua trận ngày hôm nay và trận ngày mai nữa thì với những cung đường bằng nhiều hơn thì đội sẽ tập trung và để bảo vệ chiếc áo vàng cũng như là thượng nhất đồng đội của đội tập đoàn Lộc Trời hiện tại đang nắm giữ, và cả toàn đội sẽ cố gắng thi đấu cho đến ngày 30/4 kết thúc tại Sài Gòn để bảo vệ những thành quả của đội đã đạt được. Xin cảm ơn những người khán giả và những hâm mộ đã cổ vũ cho đội tập đoàn Lộc Trời trong những trận đua ngày vừa qua. Trao giải thưởng cho 5 vận động viên về đầu. Hạng 5 xin được chúc mừng vận động viên Luis Destriac của Dược Domesco Đồng Tháp. Xếp thứ 4 chúc mừng vận động viên Nguyễn Tấn Hoài của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Hạng 3 chúc mừng Nguyễn Văn Bình của Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Hạng 2 chúc mừng vận động viên Nguyễn Hướng của Đồng Nai.
Và về nhất trận thi đấu ngày hôm nay, xin được chúc mừng một màn solo vô cùng ngoạn mục của Vladislav Duinov đến từ thành phố Hồ Chí Minh New Group. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đỗ Hữu Bảo, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Bảo Lộc, ông Ngô Đăng Đức, Phó Giám đốc Phòng Marketing Công ty Cổ phần Tô Đông Á và ông Phạm Tiến Dũng, thành viên ban tổ chức cuộc đua tiến lên sân khấu trao giải thưởng cho các cá nhân giành chiến thắng chặng ngày hôm nay. Một trận pháo thật lớn để chúc mừng cho các tay đua giành chiến thắng chặng đua thứ 17 từ thành phố Đà Lạt hướng về thành phố Bảo Lộc. Xin được cảm ơn ông Đỗ Hữu Bảo, ông Ngô Đăng Đức và ông Phạm Tiến Dũng. Ở giải thưởng đồng đội, xin được chúc mừng cho các tập thể. Hạng 3, chúc mừng tập thể Quân khu 7. Hạng 2, xin chúc mừng đội Đồng Nai. Và về nhất trận thi đấu ngày hôm nay, xin chúc mừng tập thể thành phố Hồ Chí Minh New Group. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Ngọc, thành ủy viên, trưởng phòng văn hóa và thông tin thành phố Bảo Lộc. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Quang Trung, chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, tiến lên sân khấu để trao giải thưởng đồng đội chặng cho các tập thể xuất sắc này. Xin chúc mừng cho các tập thể thành phố Hồ Chí Minh New Group, Đồng Nai và Quân khu 7. Xin được cảm ơn ông Trần Văn Ngọc và ông Nguyễn Quang Trung. Sau chặng 17, áo trắng vẫn thuộc về vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc của Quân khu 7. Xin chúc mừng và xin mời Phạm Lê Xuân Lộc tiến lên sân khấu. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bảo Lộc. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Chí Tân, Nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tiến lên sân khấu trao giải thưởng áo trắng cho vận động viên Phạm Lê Xuân Lộc. Xin chúc mừng tay đua trẻ Phạm Lê Xuân Lộc của Quân khu 7. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Châu, xin cảm ơn ông Nguyễn Chí Tân. Và sau chặng đua này, Victor Rikunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang tiếp tục giữ chiếc áo xanh. Xin chúc mừng và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Bùi Ngọc Trung, tổng trọng tài quốc gia, trân trọng kính mời ông Ngô Đăng Đức, phó giám đốc phòng marketing công ty cổ phần Tô Đông Á tiến lên sân khấu trao giải thưởng áo xanh cho Victor Rikunov. Xin cảm ơn ông Bùi Ngọc Trung, xin được cảm ơn ông Ngô Đăng Đức và một lần nữa chúc mừng Victor Rikunov. Congratulations to Victor Rikunov. Sau chặng đua thứ 17, giải thưởng áo cam vẫn tiếp tục thuộc về tay đua Nguyễn Thắng của thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Xin chúc mừng và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phùng Ngọc Hạp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc. Trân trọng kính mời ông Ngô Quang Vinh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban tổ chức cuộc đua tiến lên sân khấu trao giải thưởng áo cam cho tay đua Nguyễn Thắng của thành phố Hồ Chí Minh Vinama. Xin chúc mừng áo cam vận động viên ấn tượng Nguyễn Thắng. Xin được cảm ơn ông Phùng Ngọc Hạp, xin cảm ơn ông Ngô Quang Vinh, áo vàng, giải thưởng danh giá nhất của cuộc đua. Xin được chúc mừng, congratulations to Peter Rikunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Huỳnh Minh Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Khôi, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023. Tiến lên sân khấu cho giải thưởng áo vàng, giải thưởng danh giá nhất của cuộc đua cho tay đua Victor Rikunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Xin chúc mừng, congratulations Victor Rikunov for the yellow jersey. Xin được cảm ơn ông Huỳnh Minh Chánh và ông Nguyễn Đình Khôi. Thưa quý vị, diễn biến bất ngờ đã xảy ra ở chặng 17. Duinov đã gỡ giờ với áo vàng Rikunov hơn 3 phút chỉ trên cung đường 97,5 km. Điều đó hứa hẹn cục diện tranh chấp chiếc áo danh giá nhất sẽ còn nhiều điều đáng chờ đợi trong 8 chặng đua còn lại của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023. Đến đây thì chương trình tường thuật cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn Tô Đông Á đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chặng 18, Bảo Lộc Biên Hòa Đồng Nai, 129,5 km. Lộ trình phù hợp để các chân đua nước rút thể hiện sức mạnh, hứa hẹn những pha rượt đuổi nghẹt thở. Tay đua nào sẽ được xướng tên tại đích đến thành phố Biên Hòa, đầu mối giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hãy đón xem truyền hình trực tiếp chặng 18, cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lúc 8 giờ ngày 22 tháng 4 trên kênh HTV9 và HTV Thể thao. Win S Việt, sản phẩm của Tô Đông Á bảo hành lên đến 50 năm.